Apple được cho là đã làm việc trên giao diện màn hình khóa của iOS 16 trong vài năm, với tính năng màn hình luôn bật là điểm nhấn chính sẽ triển khai trên iPhone 14 Pro. Theo Phone Arena, như trường hợp của Apple Watch, tính năng này sẽ cho phép người dùng iPhone 14 Pro xem các tiện ích hiển thị thời tiết, lịch, hoạt động, mức pin, báo thức và các dữ liệu khác trong khi màn hình vẫn ở độ sáng và tốc độ khung hình thấp. Sẽ có một cài đặt để đảm bảo dữ liệu nhạy cảm không xuất hiện trên màn hình khóa. Ngoài ra còn có một tính năng mới được gọi là Live Activity, sẽ giúp người dùng theo dõi mọi thứ đang diễn ra trong thời gian thực, chẳng hạn như đơn đặt hàng giao đồ ăn hoặc trò chơi thể thao từ màn hình khóa. Bản beta dành cho nhà phát triển của iOS 16 hiện đã ra mắt và bản beta công khai sẽ được triển khai vào tháng 7. Hệ điều hành này sẽ được phát hành cùng với iPhone 14 vào tháng 9 và hoạt động với iPhone 8 trở về sau. Tuy nhiên, chỉ các mẫu iPhone 14 Pro và 14 Pro Max đi kèm chip A16 Bionic mới hỗ trợ màn hình luôn bật, giúp kéo dài thời lượng pin mà không cần mở khóa điện thoại. Nhiều khả năng, loạt iPhone 14 có thể sẽ là những mẫu iPhone cuối cùng đi kèm cổng Lightning độc quyền của Apple và đi kèm camera chip cải tiến.